Hello, chào các bạn đã quay trở lại với Wayshot Channel. Nếu bạn là một người mới tập luyện và chưa biết bắt đầu từ đâu thì đừng lo lắng, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu Tùng Nguyễn hay còn được gọi là Tuni, quán quân Men Physique Model. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuni, rất hân hạnh được đồng hành cùng Wayshot trong series tập luyện tại nhà cùng Powerband. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay buổi tập ngày hôm nay cùng top 5 bài tập giúp chúng ta có thể sở hữu một bờ vai rộng hơn cùng dây kháng lực Powerband. Và trong buổi tập ngày hôm nay chúng ta sẽ không thể thiếu một bộ dây Powerband. Và bộ dây Powerband 4 chiếc này thì mình mua trực tiếp ở wayshop.vn, được nhập khẩu chính hãng. Và đây sẽ là một cơ sở cung cấp thực phẩm bổ sung lâu năm. Và một bộ dây này sẽ có 4 mức độ khác nhau. Mọi người sẽ nhìn thấy cái bản dây này, nó sẽ từ nhỏ tới to, tương đương là từ nhẹ tới nặng. Thì tương ứng vào các số pound thì mình sẽ ghi ở bên trên màn hình để mọi người có thể tiện theo dõi. Và mọi người có thể thấy đây là logo của hãng Monster. Thì thành phần cấu tạo của chiếc dây kháng lực này là 100% cao su tự nhiên, rất là bền. Hiện tại mình đang sử dụng dây kháng lực này đã khoảng gần 1 năm rồi mà chưa có dấu hiệu bai nhão gì cả. Thế nên mọi người có thể yên tâm sử dụng một cách lâu bền. Để không mất thời gian thì bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu cùng tập luyện với nó nhé. Để xây dựng một nhóm cơ vai rộng cũng như một nhóm cơ vai thẩm mỹ 3D thì chúng ta đừng bỏ qua 4 nhóm cơ này. Thứ nhất đó là vai trước, hai là vai giữa, vai sau và cầu vai. Thì để không mất thời gian thì bây giờ chúng ta sẽ đến bài tập đầu tiên luôn. Overhead press, bài tập đẩy vai. Bài tập này thì khá là quen thuộc mọi người rồi nhưng mà không phải ai cũng làm đúng. Thì trong bài tập này thì mọi người hãy cố gắng là đưa hai phần cùi chỏ của mình ra đằng trước để tác động vào phần vai trước nhiều hơn. Khi đứng chúng ta cố gắng siết chặt mông lại, không để phần hông bị lung lay làm ảnh hưởng đến bài tập. Thì trong bài tập này mọi người hãy để dây Powerband mọi người ở dưới chân để có một cái lực kháng tốt nhất. Đi lên chúng ta hãy thở, xuống sẽ hít. Đến bài tập thứ hai, front raise, thì bài tập này khá đơn giản và chúng ta sẽ tập trung vào nhóm cơ vai trước. Cứ như vậy, chúng ta sẽ để hai phần bàn chân của mình đặt lên dây Powerband và đưa hai bàn tay của chúng ta ra phía trước. Lên chúng ta sẽ thở, xuống sẽ hít. Lên thở ra. Đối với ai kém linh hoạt thì chúng ta có thể xoay dọc dây cũng được. Xuống hít, lên thở. Cố gắng chúng ta sẽ chỉ giơ phần cẳng tay của chúng ta ngang phần vai để tối ưu cũng như là hạn chế chấn thương vai. Lên thở. Bài tập thứ ba là một bài tập chủ chốt giúp phần vai của chúng ta rộng hơn bao giờ hết, đó chính là phần vai giữa, lateral raise. Trong bài tập này thì mọi người hãy cố gắng là kéo căng hai phần dây của chúng ta, vì chúng ta sẽ có xu hướng là đưa cánh tay ra bên ngoài như thế này để tác động phần vai giữa nhiều hơn. Xuống hít, lên xe thở ra. Ôi, giống như bài tập thứ hai thì chúng ta sẽ cố gắng là đưa phần cổ tay của mình và khuỷu tay sao cho ngang phần vai để tối ưu hóa kích hoạt phần vai giữa. Đến với bài tập thứ tư, kích hoạt nhóm cơ vai sau, sau nhóm cơ vai trước và vai giữa, thì nhóm cơ vai sau chiếm phần cực kỳ quan trọng giúp phần vai của chúng ta thẩm mỹ hơn bao giờ hết. Thì trong bài tập này chúng ta sẽ cúi người sao cho phần lưng thẳng tối đa, không cong lưng. Mọi người vẫn sẽ dẫm hai bàn chân của mình lên sợi dây Powerband và cố gắng là bành hai phần cùi chỏ của chúng ta ra bên ngoài như thế này, kéo dài sợi dây hết cỡ và
chúng ta hãy cảm tưởng là chúng ta sẽ muốn đưa hai phần tay của mình lên, hai phần cổ tay của mình lên sao cho ngang vai, thở xuống là hít. Trong bài tập cuối cùng này, chúng ta sẽ tác động vào cầu vai cũng như phần vai giữa để chúng ta có thể tăng thêm áp lực phát triển cho nhóm cơ này nhiều hơn. Trong bài tập cuối cùng này thì mọi người hãy cầm hẹp dây, đưa hai phần củ trỏ của mình lên sao cho quá phần vai. Mọi người có thể nhấc luôn phần cầu vai lên được, xuống hít, lên thở, xuống hít, lên thở ra. Nếu ai có bị cấn vai ở một chút ở đây thì mọi người hoàn toàn có thể cầm rộng hơn nhé. Ok, và chúng ta đã kết thúc buổi tập vai ngày hôm nay. Các bạn thấy vai mình cực kỳ pump. Và nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về tập luyện hay dinh dưỡng thì đều có thể comment ở phía bên dưới này để chúng mình giải đáp vào nhé. Và đừng quên bấm subscribe cho Weight Shop để theo dõi những clip tiếp theo cực kỳ bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại.